Thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về một sự kiện đang diễn ra ở Berlin do các đệ tử tu luyện Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc, đã chính thức cho ra đời vào năm 1992. Hôm nay, các đệ tử Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức ngày Pháp hội 13 tháng 5 năm 2023. Tạ ơn Sư phụ Đại Pháp Hồng Truyền chào mừng ngày sinh nhật của Ngài tại trung tâm thủ đô Berlin, nơi đây có rất nhiều du khách du lịch quốc tế đến tham quan. Để chứng minh đánh dấu sự phát triển của môn tu luyện Pháp Luân Công tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp Luân Đại Pháp hảo chân thiện nhẫn hào. Das hat mich sehr geprägt. Und es war sehr traurig, was das passiert ist. In China hat sich dagegen leider nichts geändert. Die kommunistische Partei mag die Begriff kommunistisch gestrichen haben aus ihrem Parteiprogramm, aber es ist immer noch die gleiche Massenintelligenz. Und es ist nicht besser geworden. Und jeder Deutsche, der sich dafür interessiert, dass man sich selber ein Bild davon machen kann, der nimmt das Buch Robert Rother ins Herz legen. Das heißt, Rattenjahre, das schildert er sich als Erschöpfung. Im Vergleich zum römischen Reich. Lassen Sie mich in einer echten Witz erzählen. Dieses Regime hat sogar riesige Angst vor einem leeren Platz. Vielen Dank an die Hüfttrommler, also an die Drachentänzer, Entschuldigung. Okay, ja, wir machen gleich weiter und zwar mit dem Hüfttrommler.
Im alten China hatten Trommeln eine ganz besondere Bedeutung. Sie nutzte man, um böse Geister zu... Ja, vielen Dank an die Hüfttrommler 2023. Warum feiern wir heute? Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass exakt vor 31 Jahren Falun Dafa... Thank you.